năm 1821 trước công nguyên. Câu nào luôn? Hãy cầm lấy đi tiếp. Khoan đã, chờ mình với. Sáu năm sau. Cha, ăn một chút gì đi. Cha, làm ơn nghỉ ngơi đi mà. Giỏi lắm Binh, cháu nội của ta giỏi lắm. Binh, con phải tập trung vào. Hãy đưa thằng bé tránh khỏi nỗi đau này. Cha, cha, hai mươi năm sau. Bình, ngôi làng mà con sắp đến thuộc về Quang Bô Đinh, nơi cái trống tên Man đầu tiên của Simla. Lời đồn nói rằng cái trống đó rất quyền bí, nó đã nhiều lần bảo vệ ngôi làng khỏi nguy hiểm. Này, quả trứng đó là của tớ. Cậu tham lam quá. Này, người đó là ai vậy?
Người cầm lá thư này là con trai của một nhạc công trong hoàng cung, và tài năng âm nhạc của hắn khá xuất sắc. Bởi vậy tôi gửi nó đến làng của ông để học hỏi. Nếu hắn có làm bất cứ điều gì xấu xa hoặc sai trái, xin cứ trừng phạt và đuổi hắn trở về Thornbury ngay lập tức. Cái đó là của tôi mà. Cậu năm nào cũng thi trượt, tài nghệ của cậu làm sao tốt bằng Chan được chứ. Mọi môn sinh đang tề tụ ở đây, dù người mới hay cũ, hãy nghe ta nói lần sau cùng. Kể từ bây giờ, sau khi ta ban ra mệnh lệnh này, thì mọi người phải tuyệt đối tuân theo. Nội trong một tuần nhang, ta sẽ không chấp nhận bất cứ cá nhân nào tuyên thệ với ta. Nếu kẻ đó bước qua cánh cửa này, cầu xin tất cả các thần linh đang hiện diện trước mặt con chứng giám cho lời thề chân thành nhất của con. Ngay khi lời thề thốt ra, bất cứ một ai trong dòng tộc đánh mất niềm tin với tiên tổ hay cố ý làm bại hoại gia phong, dèm pha nói xấu sau lưng gây tác hại đến gia tộc, bất cứ kẻ nào vì bất cứ do gì mà bội ước sẽ bị chết nội trong 3 ngày và trở thành ma trong đêm thứ tư. Kẻ đó sẽ chết thảm thương không đất chôn thay. Ngày này cậu từ đâu đến vậy? Sao hả? Tôi từ Bangkok đến. Hiểu rồi, tôi cũng đã từng ở Bangkok trước đây. Coi nào Đen, hôm nay cậu xài sang thật đấy. Cậu đang bị nợ ngập đầu sao vẫn còn ăn nhậu được vậy? Cậu cầm miệng đi. Lần này tôi sẽ lấy lại những gì tôi đã mất. Coi nào mấy cậu, cứ đánh nhau đi. Tôi hy vọng cậu sẽ giữ được con gà chọi của cậu. Cậu đúng là thú vật. Láo như thế mà sẽ đến bắt cậu cho mà xem. Thật đấy. Anh Pi, những vũ công hôm tế lễ đó, cô gái đẹp nhất
Quỷ tên là gì vậy? Đó là Xin. Cậu đừng nghĩ đến chuyện chọc phá cô ấy nha. Nếu không bạn trai của ấy sẽ đá đít cậu ra phần đấy. Nhìn hắn mà xem, giống như cái đó nhiều hơn từ mái tóc lên quần áo. Phải giống như thế này. Em muốn có nhẫn vàng, quần áo mới. Này mới sáng sớm mà đã tán gái rồi sao? Cậu có thể im lặng trong bữa ăn không hả? Tôi thật không biết tim của anh bằng gì nữa. Khi gà của anh thắng thì anh đối xử với nó như là vợ anh. Đừng xía mũi vào chuyện của tao nha. Mày tốt nhất nên lo đám nhạc khí của mày đi. Tốt thôi, xem như anh may mắn là tôi không biết đóng hôm. Nếu tôi biết thì anh gặp rắc rối rồi, thằng con quan. Nhìn tên điên đó đi. Lúc con ở tỉnh thành, con chơi nhạc cụ gì vậy? Con chơi thành thạo trống tapon, nhưng con thích chơi trống benman, thưa thầy. Có phải vì cha mẹ con trong ban nhạc truyền thống Mon mà con thích nhạc cụ này? Thưa thầy, mẹ con là Mon. Bảy đã đưa con đến hoàng cung sau khi cha con qua đời. Được, chờ xem con là tiếp người gì đây. Để làm chủ được âm nhạc, con phải đi từng bước một. Nếu hấp tấp, con sẽ bị vấp ngã ngay trước khi bắt đầu. Hiện giờ lúa gạo của tỉnh chúng ta bị yếu kém, và các nông sản khác như tiêu, tỏi cũng bị mất mùa. Vì vậy ta sẽ cấp cho ông 2 thiên gạo, 3 tạ tiêu hành, thực phẩm khô khác và phần nửa số tiền mà ta có. Xin cảm ơn ngài. Đây là tỉnh trưởng Nguyên của hạt Ratchaburi. Ông ấy cũng là chủ nhân một ban nhạc hạng 2. Tỉnh trưởng Nguyên sẽ trông nom công việc này ra cho ta. Nếu các người cần gì hãy cho ông ấy biết. Cái đó chắc hẳn là vô giá. Xem ra kho báo của sư phụ rất nhiều. Tất nhiên là như vậy rồi. Ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua tiếng trống đó. Không phải vậy đâu thưa ngài. Nhưng trống bên man này không dùng để chơi nhạc. Chúng ta tốt nhất nên kết thúc với ban nhạc trước khi sư phụ làm chúng ta bị rắc rối. Hai người lúc nào cũng chỉ muốn làm việc đó sao? Đây là đám tang, đúng không? Đó là cô gái trong mơ của cậu đấy. Anh muốn nhảy với tôi, còn trách nhiệm của cô chỉ là nhảy múa thôi sao? Khi nào cậu mới hết say sưa vậy? Trước sau gì cậu cũng sẽ chết vì say rượu. Thank you.
Này Trang, 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 cô làm sao vậy? Hãy nhìn hắn đi. Chan, Chan, thằng Chan tội nghiệp. Ôi trời, cái xác đâu mất rồi? Được rồi, không sao, đi mau đi. Hãy đi tìm đại một cái xác vô thừa nhận nào đó. Coi nào, đi đi. Chàng à, tôi không biết những gì cậu đã làm có đáng để cậu mất mạng không. Anh sợ cái gì vậy? Chuyện thánh thần ma quỷ là thật đó, cậu biết không? Khi đọc lời thề, cậu không cảm thấy gì sao? Tôi có cảm thấy gì đâu. Từ lúc Trang bất ngờ chết đi, thì người nào sẽ đánh trống Penman? Còn ai khác ngoài Bay chứ? Giấc mơ khoáng đã thành sự thật rồi. Mà đi thôi. Căn nhà đó của ai vậy? Đó là nơi cấm mọi người đến gần. Cậu muốn sống ở đây thì đừng có hỏi nhiều. Sao vậy? Đừng có tò mò về bất cứ điều gì nữa. Khan, cái gì? Anh có nghe thấy tiếng nhạc không vậy? Không, và tôi cũng không muốn nghe thấy nó. Mau lên, đi thôi. Anh không biết đây là cấm địa sao? Anh có nghe tôi hỏi anh không? Tôi là môn sinh của ban nhạc. Anh phải đi ngay trước khi gây rắc rối cho tôi. Làm ơn đưa cô ấy tránh khỏi nỗi đau đớn. Này, cậu chưa tự thích nghi được sao? Không giống như ai đó. Kẻ luôn muốn ngủ ở bất cứ nơi nào mà hắn muốn.
Con sẽ chơi trống ta bon thế chỗ của bài. Tôi sẽ cho bài đánh trống bên màn thế chỗ của chàng. Bài chơi trống rất giỏi, nhưng cách đánh trống của hắn quá đơn điệu. Nếu ta không cản lại, hắn sẽ làm hư nét đẹp trong âm nhạc của ta. Khan, đi gọi Pai đến đây. Pai, dừng lại. Chơi lại một lần nữa đi. Đủ rồi, dừng lại, dừng lại. Âm thanh của trống ta bò có thể gây nhiều xúc cảm hơn toàn bộ dàn trống bên màn. Âm nhạc còn biểu lộ thêm nhiều điều khác. Nó giống như khi các con ăn. Nếu con chỉ quan tâm đến chuyện nhét đầy bao tử, thì con không cảm nhận được mùi vị của nó. Đây là những gì con thường chơi mà. Con sẽ chơi thế này mãi sao? Hãy lấy ca làm ví dụ. Khan, dân hay lắm, hay lắm. Chơi rất xuất sắc. Hắn khởi đầu chỉ là kẻ lau chùi nhạc cụ, rồi hắn đã học cách chơi chủm chọe hay đánh dùi. Ai biết được hắn có thể thế chỗ con trong dàn trống bên hắn. Nhưng nếu hắn suốt ngày cứ ngủ gật như thế, hắn sẽ chẳng tiến xa được. Nghe này, nếu quyết tâm và chú ý thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Lại là anh nữa sao? Anh muốn gây rắc rối cho tôi à? Xin đừng hiểu lầm tôi. Tất cả chuyện tôi muốn là tập chơi trống bên man. Làm ơn cho phép tôi đến đây. Tôi hứa sẽ không nói với ai chuyện này. Để tôi giúp cho cô. Dành chùi sạch tất cả đi. Anh muốn chơi trống đúng không? Vậy thì làm thế nào vừa chơi trống vừa lau chùi được? Tên tôi là Bình. Thế còn tên cô? Tôi là Tiếp. Cô là người làng Mon sao? Cha tôi thường chơi nhạc trong ban nhạc Mon đấy. Sao tôi không bao giờ thấy cô lui tới ban nhạc vậy? Bởi vì tôi không phải là vũ công. Vậy tại sao tôi thấy cô bên cạnh sư phụ trong ngày lễ trọng đại như thế thì mọi người không thể vắng mặt? Tôi cũng là một môn đồ giống như anh. Nếu anh không ngừng hỏi, tôi sẽ đuổi anh ra đấy.
Anh nghĩ sao? Nó đẹp lắm. Này, mày thấy cô gái đó không? Sai. Đây là tiền mua thuốc cho sư phụ mà. Nhưng anh không nói ra thì ai mà biết được chứ. Ngài tỉnh trưởng muốn nói chuyện với cô đấy. Những gì anh có thể làm với cái trống sao? Một cô gái như cô thì biết gì về trống chứ. Được rồi, hãy đi theo tôi. Nước sẽ giúp tâm hồn anh dịu xuống. Nó là rào cản tuyệt vời nhất để ngăn cản anh tiếp xúc với 7 cái trống. Tay cô lạnh quá. Đó là do cái lạnh của nước. Hãy tự tập đi, tôi có chuyện khác phải làm. Bộ vai áo này đẹp chứ. Hãy đến gần mà nhìn đi. Phải. Nó rất đẹp thưa ngài. Đó là điều quá tệ cho bộ vai áo này, vì không có vũ công nào xứng đáng để mặc nó. Cô thích nó chứ? Có phải ban nhạc đó quá là buồn chán không? Các người có muốn làm việc cho ta không? Ngài nói thật chứ? Chẳng phải anh muốn giỏi hơn người khác sao hả? Bay, tôi đã đọc lời thề với ban nhạc rồi. Tôi không thể đâu hết thưa ngài. Nghe đây, Bài, có thật bộ trống Ben Man ở ban nhạc của anh có sức mạnh siêu nhiên không? Tôi nghe nói có những môn sinh bị ốm nặng, đã đến cầu xin cái trống đó và được lành bệnh. Người nào làm chủ nó sẽ được may mắn. Nhưng chủ nhân của trống phải là người có nhiều công đức. Và anh nghĩ ta có đủ phẩm chất đó không? Ta cho anh thời gian suy nghĩ và đề nghị của ta. Anh có nghe thấy tiếng đó không? Chẳng phải đó là bài hát đám quạ trên quan tài sao? Say, đi đi.
Ông hãy giúp ta lấy bộ trống bên man đó. Này, tiếp. Tiếp. Xin lỗi, nhà của thầy Lang ở đâu vậy? Hãy buông tha cho tôi. Buông tha cho tôi. Hãy cứu tôi với, thả tôi ra, hãy thả tôi ra. Thả tôi ra đi, thả tôi ra. Hãy thả tôi ra. Tôi thấy anh đang ngủ và tôi không muốn đánh thức anh vậy. Anh mơ thác mộng sao? Bây giờ đã khuya, anh tốt nhất nên đi ngủ. Đi đi. Anh yêu, ta hãy dọn đến nhà của tỉnh trưởng đi. Em không thấy cha anh đã chết như thế nào sao? Anh tin rằng hắn chết vì đã phản bội lời thề. Dở dẫn. Anh thật sự tin vào lời thề đố bịch đó sao? Em sẽ không chết ở trong ban nhạc nghèo nàn này. Nhưng giờ anh đã là người chơi trống Ben Man. Để em hỏi anh. Bye. Anh có thể làm bụng anh no với cái đó không vậy? Nếu chúng ta dọn đến sống với ngài tỉnh trưởng thì chúng ta có thể có bất cứ gì mình mơ ước. Hay là anh không còn yêu em nữa? Dừng lại. Đầu óc của cô để đâu vậy hả? Xin ra ngoài đi. Cút khuất mắt bà ngay. Không nghe ta nói sao? Cút đi. Đồng sư phụ, chỉ là xin không được khỏe mà thôi. Tốt. Ta hy vọng con cũng không bị bệnh. Bất cứ ai ngừng tập trước bữa trưa sẽ bị đánh đòn. Tiếp tục đi. Ta không kết thúc đời của ta bằng nhạc tôi này đâu. Không bao giờ. Ta sẽ không để sư phụ lợi dụng ta mãi mãi.
Mì không được phép lấy đi bất cứ thứ gì với Mì. Cái này được để lại trong nhà, anh sẽ làm gì nếu có ai đó thấy được nó? Tôi sẽ giữ mãi lấy nó để nhớ đến cô. Làm sao không có ai ở đây thấy cô vậy? Chẳng phải tôi đã nói anh không nói ai biết anh đã đến đây sao? Tôi không kể với ai cả. Tôi chỉ tò mò tại sao cô không bao giờ đi ra ngoài. Tôi xin lỗi nếu đã làm cho cô giận. Tôi có vài thứ muốn cô xem. Cũng không quá tệ. Làm người thì đừng quá lợi dụng tài năng thiên phú của mình, nhưng cần phải biết nắm bắt lấy nó. Chẳng phải anh đã từng mơ được chơi trống trong hoàng cung sao? Điều đó sẽ làm anh thành người giàu có. Tôi sống một mình, tôi không có ai để chăm sóc. Và cô muốn làm vũ công như thế này mãi sao? Cho dù nếu tôi là một vũ công, tôi cũng vui sướng để theo đuổi ước mơ của tôi, dù phải bỏ cả cuộc đời mình. Đôi lúc cô trông thật dịu dàng và đầm thấm, nhưng có lúc trông cô thật cương quyết. Vậy bây giờ tôi trông ra sao? Bây giờ à, xinh đẹp. Nhưng nếu cô muốn xinh đẹp hơn thì phải cười nhiều hơn. Đã có ai nói với anh rằng miệng mồm anh sẽ khiến anh gặp rắc rối không vậy? Em đi đâu vậy? Nếu tôi còn ở lại đây, tôi sẽ bị tán tỉnh bởi một con sói háo sắc như anh. Từ khi sư phụ Đồng phỉ báng danh dự của ta, ta sẽ cắt giảm phần nửa lương thực và tiền trợ cấp. Trong vòng một tuần,
Nếu ban nhạc của mi vẫn không tìm ra tài trống để hòa tấu cùng với ban nhạc, ta sẽ bổ nhiệm ban nhạc của tỉnh trưởng hạt Ratchaburi thay thế ban nhạc của mi cho đến khi hoàn tất. Nếu ban nhạc của ông thiếu tài trống và vũ công, thì tại sao ông không sát nhập của ông vào với của tôi? Việc đó hoàn toàn không thể, thưa ngài. Luật lệ của ban nhạc là không được sát nhập với ban khác. Sư phụ, ông không có cảm nhận các thanh niên, các thành viên trong ban nhạc sao? Hãy suy nghĩ kỹ điều đó đi. Ta vẫn có thể giúp ông khỏi mệnh lệnh của kẻ khác. Tôi xin tiếp nhận một yêu cầu khác, thưa ngài. Đi thôi. Có phải dạo này xin đã đến chỗ của ngài không? Làm sao ta biết được? Tôi xin lỗi ngài. Một vũ công tài năng như cô ấy thật sự muốn đi xa, bay cao khỏi ban nhạc nghèo hèn như thế này. Tại sao chúng ta phải chịu gánh nặng như thế này? Nếu ông ấy muốn chết đói thì cứ để ông ấy làm việc đó một mình. Thậm chí ngay cả xin cũng thế. Gánh nặng ư? Hiện giờ anh sống hạnh phúc mà anh không nhận ra sao? Mày thì biết cái quái gì chứ? Một kẻ không tương lai, một tên chơi chúng kẻ lờ đờ. Giờ tôi còn gia đình phải nuôi nấng đấy. Vậy ai là người đã nâng đỡ anh lên? Cứ chờ đến khi tôi tham gia ban nhạc của tỉnh trưởng, tôi sẽ kiếm thật nhiều lương thực. Tôi sẽ đáp trả lại từng xu một. Anh không đếm xỉa đến lời thề sao? Những lời thề đó kẹt trong miệng tôi sẽ nhổ nó ra và ăn cho thật đầy đủ. Tôi không nhai trâu trừ cơm như sư phụ đâu. Bình tĩnh lại đi. Tại sao mày lại ngăn cản tao chứ? Mày là tên đấm sau lưng. Buông ta ra, buông ra. Khốn kiếp thế này. Các người đánh nhau chuyện gì vậy? Tại các anh không giúp nhau cách để thoát khỏi tình huống khó khăn này. Mày đâu có ai để lo lắng. Nhưng tất cả chúng tao sắp chết đói rồi đây. Anh muốn chết toàn mạng hay chết thật thảm thương? Vậy là sao mày chơi tao? Vậy đủ rồi. Như thế đủ rồi. Mày là đồ khốn. Đó là những gì anh sẽ nhận khi là kẻ cứng đầu. Đau quá. Nhưng nếu họ có thể chọn lựa, anh chắc chắn họ sẽ không làm điều đó. Anh cũng nghĩ như họ sao? Đây là nơi tốt nhất đời anh. Dạo gần đây anh có một giấc mơ rất kỳ lạ. Chắc hẳn do anh lo lắng quá nhiều về sư phụ. Anh không biết hôm nay sao anh lại đánh nhau với Mỹ Hi. Sức mạnh của anh còn có thể làm nhiều hơn. Không phải là chuyện này đâu. Đừng có giở trò khỉ ở đây nhé. Đi tập đánh trống đi.
Nếu ban nhạc của Mi đã thiếu vài thành viên thì tại sao Mi không sáp nhập với thị trưởng và ban nhạc sẽ phát triển lớn hơn? Tôi đoán sư phụ Đông vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó. Được rồi, ta không muốn ép buộc bất cứ ai. Thế còn chuyện tranh tài giữa hai ban nhạc thì sao? Chúng ta sẽ biết ban nhạc nào sẽ phải sáp nhập. Thị trưởng Moren, ông thích ý kiến của ta chứ? Tôi hoàn toàn đồng ý, thưa bệ hạ. Chúng tôi sẽ thừa nhận sự tiến bộ của sư phụ. Nếu trong ngày thi đấu đó ban nhạc của tôi bị thua cuộc, dòng nghĩ sao sư phụ? Thần xin cảm ơn lòng tốt của bệ hạ. Cậu sẽ có những gì tốt nhất trên đời chứ. Chúng ta đã tập luyện suốt cả ngày rồi, cho phép bọn con nghỉ ngơi nhé. Không, tiếp tục tập luyện đi. Có chuyện vậy hả, bay? Sư phụ, nếu con có cơ hội đánh trống thiên Ben Man thì chắc chắn ban nhạc của tỉnh trưởng sẽ thua trong trận đấu. Con chắc chuyện đó chứ, bay? Tốt lắm. Nếu con thật sự quyết tâm như thế thì Ben Man sẽ chấp nhận. Bây giờ quay lại tập luyện đi. Nhưng thưa sư phụ, hãy quay lại tập luyện. Con không nghe sao? Đi đi. Sư phụ, Atin bị bệnh rất nặng. Con sợ nấy không thể hồi phục kịp cuộc thi. Tôi đã thành thật và trung thành với ban nhạc, nhưng sư phụ không bao giờ công nhận công lao của tôi. Anh nói đúng. Tôi cũng muốn biết những gì sẽ xảy ra nếu ban nhạc không có anh. Giống xin vậy, tôi không thấy sư phụ quan tâm về cuộc đời cô ấy. Hãy nhắm mắt và bịt tai các con lại. Tôi lạnh quá. Hồn ma thích bài hát. Thiên, con phải cứng rắn hơn. Hãy can đảm lên. Này, nếu tối nay cậu ngửi thấy mùi dừa non thì phải lên giường ngay. Tại sao? Cứ làm đi, đừng hỏi gì cả. Dạo này trong anh có vẻ căng thẳng đấy.
Mẹ tôi, bà ấy làm việc có một mình. Tôi muốn về nhà giúp bà ấy công việc đồng áng. Còn cha anh thì sao? Cha tôi, bởi vì tôi là một tên lười biếng vô dụng, ông ấy đã không xem tôi như là con. Dù sao, ít ra tôi vẫn còn mẹ tôi để lo lắng. Cảm ơn cậu Bình. Ngày thi đấu gần sắp đến, nhưng trong anh không có chút nhiệt tình nào. Là anh không thể tập trung được. Chuyện gì nữa anh thua, anh sẽ làm gì chứ? Anh muốn là người của tỉnh trưởng sao? Anh có thể ở đây với em không? Em đã nói anh là em có thể làm bất cứ gì cho người em yêu. Anh cũng vậy. Anh muốn ở cùng với em và cùng với sư phụ ở đây mãi mãi. Em không tin anh sao? Nếu anh không giữ lời thề, anh sẽ bị chết thảm thương.
Đúng rồi. Có chuyện gì ở đây vậy? Đây là trò đùa gì vậy? Ta đang chờ các người diễn viên thật tốt kia. Cho sân đang phỉ mưa dàn tìm thi. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Nhạc của thứ dân khốn kiếp sao? Sao mà dám chấp nhận trận đấu dàn nhạc tệ hại này chứ? Mày thật sự làm tao thất vọng đấy. Bây giờ tất cả các người đã thấy ban nhạc của sư phụ đã thua trong trận đấu với ta. Những ai muốn cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy đi theo tôi. Hãy đưa nó cho tôi. Đi đi, đừng lấy theo bất cứ việc với anh. Mày nghĩ tao muốn là một tên nô lệ vô dụng như mày sao? Chuyện của tôi không liên quan gì tới anh đâu. Mày không phải là kẻ phản bội như anh. Đừng quên sẵn sàng trong cái chết thảm khốc. Kẻ nào không có quan tài để chôn, tôi sẽ cho không kẻ đó. Chỉ có một cách để xứng đáng những thứ vẻ rách đó thôi. Sao? Mày là thằng khốn. Đủ rồi. Như thế quá đủ rồi. Ít ra các con cũng phải nghĩ đến những gì đã làm các con chứ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Sao mày lo lắng quá vậy? Mày đã lựa chọn đúng kia đây mà. Mặt khác, bài sẽ không đến đây. Đúng không hả Tiên? Đúng vậy. Cảm ơn anh đã mời tôi đến đây. Nếu không có lẽ giờ này tôi vẫn còn ở nơi rác rưởi ấy. Được rồi. Hồn ma trong cái trống ấy thật đáng sợ. Sư phụ đồng thật may mắn khi hồn ma ấy bảo vệ ông ta. May mắn đó sẽ sớm đến với tôi. Anh có lẽ sẽ là người kế thừa môn phái từ sư phụ. Anh chưa từng nghĩ về chuyện đó. Em chưa từng nghĩ chuyện yêu ai kể từ khi cha em qua đời. Nhưng anh vẫn có thể làm em yêu anh. Bình, anh có lẽ có sứ mạng cứu sống ban nhạc của chúng em. Em chưa bao giờ nói với anh về cha em. Có lẽ em thương ông ấy lắm. Cho dù em chỉ là con gái riêng của vợ ông ấy, em thương ông ấy nhiều lắm. Còn hơn cả tình thương ấy dành cho em nữa. Hãy nghe anh này. Khi chúng ta có con,
anh sẽ là người cha tốt nhất và là người chồng siêu em còn hơn cả cuộc đời anh nữa. Hắn ta đã tìm kiếm những linh vật khắp mọi nơi. Năm ngoái hắn cũng đã quấy rối môn phái của sư phụ tôi. Sư phụ tôi đã ôm hận quá nhiều đến nỗi uất ức mà qua đời. Tệ hơn nữa, hắn đã lấy cái chống tà bòn yêu thích của sư phụ theo bên hắn. Sư phụ John đây đã giúp chúng ta lớn mạnh từ thuở ban đầu cho đến khi ta có thể tìm ra người thay thế. Tôi nghĩ điều ấy thật sự khó thực hiện đấy. Cuộc sống của ông ở Ratchaburi chưa đủ yên ấm hả? Thì ông mới đến đây phải không hả sư phụ? Ngay cả ông cũng không có chỗ của ông đâu, mà đi làm mưa làm gió khắp mọi nơi ông đến. Lấy tất cả nhạc cụ chúng ta bao gồm cái trống Ben Man này. Dừng lại, ông dám sao? Đây là lệnh của đấng tối cao. Vậy tôi sẽ thách đấu với ông trong một cuộc thi tài, chứng tỏ môn phái của ông xứng đáng cái trống Ben Man này. Sao ngài không cho hắn một nhát? Hãy cho chúng biết chúng ta phải quá đủ rồi tên khốn. Bình, được. Nếu tôi thua tôi sẽ chấp nhận là mình bị đánh bại. Nhưng nếu ông thua, tôi lấy mọi nhạc cụ đây. Ông sẽ không lấy được gì từ tôi đâu. Dám có rẽ lời thề à? Nếu lời thề đó dính vào miệng tao, tao sẽ nhổ nó ra ngay và làm bụng tao đầy thức ăn.
Mang mọi thứ ra khỏi đây, kể cái đống bén man này. Ông không thể làm như thế, ông không thể làm như vậy mà. Mày dừng lại đi. Sư phụ có sao không? Sư phụ, họ lấy nó, họ lấy nó đi rồi. Đồng, sư phụ Dương, nhanh lên, đưa mọi người trở về nhà. Ở đây mọi thứ đảo lộn hết rồi. Bình, Khan, ra khỏi đây ngay. Nhưng thưa sư phụ, đi đi. Anh đi đâu vậy? Bất cứ nơi nào trừ nơi này. Anh nói gì thế? Anh không thấy sao? Rõ ràng thứ ông ta quan tâm nhất là cái trống bên man đó. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà anh vẫn chỉ nghĩ về bản thân mình thôi sao? Quên lời thề mà nó lập ra. Mình suốt mọi lúc tôi ở đây, tôi yêu và chân thành với vẻ đẹp của âm nhạc. Tốt hơn anh nên tự hỏi mình tại sao anh vẫn còn ở đây. Tôi đã đưa ra quyết định. Bất cứ khi nào tôi khởi hành từ đây, không ai có thể đe dọa được tôi cả. Ta vui mừng vì để con gia nhập môn phái của ta. Nếu sư phụ sau còn sống, ông ấy sẽ rất tự hào về con. Bình, con phải kế thừa môn phái từ ta, bởi vì con là hậu duệ của sư phụ sau, người đã xây dựng nên môn phái này với Lung Bodin, cha của ta. Và con là người duy nhất có thể đọc được quyển kinh ấy. Đây, có một nghĩa trang của dòng tộc đằng sau nhà. Giờ con đã biết tất cả, con phải làm điều đúng, con phải khôi phục sức mạnh trong ít ngày, và môn phái của ta sẽ ổn cả thôi. Ta hầu như không còn thời gian nữa. Ta biết con sinh ra để đảm nhận sứ mạng này. Bình, hứa với ta là con sẽ hoàn thành nó. Ngoài ra ta có một điều nữa muốn nói với con. Ta muốn con chăm sóc Khan, đừng bỏ rơi nó. Khan, con có bị thương không? Mang cái này theo để chuộc lại trang trại của con đấy. Đây. Và nói với mẹ con rằng ta xin lỗi, ta đã không chăm sóc hai người được chu đáo. Chăm sóc mẹ con thật tốt nhé.
Ta xin lỗi. Cha, cha xin tha lỗi. Cha, cạn chén nào. Thị trưởng sẽ trở lại lúc trời tối. Uống tùy thích nha. Dùng cái trống tà bồn đấy để giúp anh về cái chết đáng sợ của Hiền. Tôi nghĩ nó liên quan đến cái trống của ma quỷ ấy. Tốt hơn chúng ta nên trở về với sư phụ. Chết tiệt, nếu sợ sao anh còn ở đây? Tôi đã không nghĩ đến điều đó vào lúc này. Bài ở đâu rồi nhỉ? Cái trống này tốt không? Lâu lắm không gặp phải không? Và cô đã gánh chịu nỗi đau này từ đó đến giờ. Đông, tôi không muốn thấy ông trong tình trạng này. Vào lúc đó cô đã hiến dâng mạng sống của cô để hoàn thành những gì mà cha yêu thương. Nhưng lần này đừng để những điều không thể làm được trói buộc và kéo dài nỗi đau khổ của cô. Hãy làm những gì trái tim cô mách bảo. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau. Làm ơn tha thứ cho tôi. Cha, con xin lỗi vì đã làm ban nhạc của cha thất bại nặng nề.
Hãy đốt cháy hết. Linh hồn của My sẽ vĩnh viễn trở thành nô lệ của ta. Tặng cho My thấy địa ngục. Ta đối xử tốt với mình và mình không thích như thế. Linh hồn mình phải đối mặt với kết quả thảm khốc. Những gì người đền đáp là sự tôn sùng sao? Thậm chí cả sư phụ và một người tốt như cam, những người trung thành với ban nhạc đến hơi thở sau cùng, và người vẫn hành động độc ác như thế. Không, cái gì? Buông ta ra, há ta ra, tránh xa ta ra, nóng quá, buông ta ra.
Tại sao họ lại đối xử với em như vậy? Là em đã yêu cầu họ làm vậy. Em tưởng rằng da của em sẽ giúp em sống với cha em mãi mãi. Nhưng cuối cùng ông ấy đã bỏ lại em và bỏ mặc em ở đây hơn thập kỷ qua. Cho đến khi em gặp anh, anh Đình, anh là mối tình thật sự của em trên đời này. Tiếp. Tại sao? Từ trước đến giờ em là người duy nhất đã xua tan đi nỗi cô độc trong trái tim anh. Làm sao anh có thể sống thiếu em chứ? Tiếp. Em không thể rời bỏ anh. Chẳng có thứ gì trên thế giới này là vĩnh cửu. Thuộc dạng thì chẳng tăng đai. Cho mình hoàn đặc xuống. Ngoài trừ những hồi ức của tình yêu chân thật trong lòng chúng ta, nếu đặt thẻ để đẩy trí cực khinh, điều đó sẽ sống mãi mãi với chúng ta. Khi em chọn con đường cho riêng em, tự đầy đọa mình trong nỗi đớn đau vô tận. Nhưng lần này anh là người đã chọn con đường cho em. Bình, hãy tự bảo trọng nhé. Kể từ bây giờ em không còn cơ hội được chăm sóc cho anh nữa. Cầu xin tất cả các vị thần linh cho phép con dùng sự thánh linh của người trong lời nói của con. Để giải thoát linh hồn cô ấy đến cõi Niết Bàn.
Sư phụ. Sư phụ. Chúng tôi thành kính tôn vinh các vị thánh thần cũng như các sư phụ đã truyền cảm hứng cho chúng tôi làm cuốn phim này.